cái cơ duyên mà trước kia thầy được vào chùa để đi xuất gia tu học á, thì lúc thầy mới sinh ra thì bố nói là thầy sinh ra là rất là trắng và đẹp xinh như loài hoa huệ á. Bố mới sợ là thầy sau này mình còn lập gia đình á, thì cuộc đời mình rất là khổ. Thì bố ước mơ cho thầy là được đi xuất gia tu học để sau này được cứu độ không những trong gia đình mà cứu độ chúng sanh. Trước đó bố thầy bị ung thư phổi, thì bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh đã chê rồi, thì thầy mới đưa về chùa thầy để điều trị. Chị dâu thì bị u não đó, thì thầy cũng điều trị cho ăn theo quanh bằng âm dương này, gạo lứt muối vừng, và hàng ngày bổ sung thêm là củ sen, củ cải đỏ, củ trắng để mình nấu mình canh bằng âm dương cho bố, và đắp khoai cao môn sọ đó, nó rất là tốt. Thầy là thầy cũng nhờ cái trải nghiệm canh bằng âm dương qua cái cũng cái hướng dẫn của tiên sinh Osawa của Nhật Bản đó. Thầy dùng cũng mấy chục năm nay nên thầy cũng không dùng tới thuốc tây. Dạ, thuốc tây Bắc Nam bị trường hợp đặc biệt dữ lắm thì thầy mới dùng tới, không bao giờ thầy dùng, mà thầy vẫn mạnh khỏe và cũng nhờ sức khỏe ăn chay từ bé tới lớn. Thì sau này thầy biết tới cái quanh bằng âm dương này thì cách đây cũng 10 năm rồi. Thầy rất là tâm huyết với cái vấn đề ăn chay, bất cứ một thành viên nào mà ăn chay là thầy rất là ước mơ làm sao mình có tiền mình nấu cho họ ăn miễn phí luôn, vì ăn chay có lợi cho sức khỏe. Ăn chay thì nó có rất là nhiều cái lợi ích ăn chay đó. Thứ nhất là nó tăng trưởng lòng từ bi nè đó. Thứ hai tránh được oán thù gặp nhau, oan oan tương báo. Thứ ba là lợi mình và lợi người. Thứ tư là tăng tuổi thọ, và thứ năm là giúp cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc. Thứ sáu là ít bệnh tật. Thầy cũng có là tìm hiểu qua thực dưỡng, và thực dưỡng và ăn chay thì nó khác biệt cũng rất là nhiều. Tại vì ăn chay thông thường thì cái sức khỏe chúng ta không tốt bằng ăn chay mà thực dưỡng. Ăn chay thực dưỡng là vì trong đó mình có cân bằng âm dương đó, cái sự cân bằng âm dương của mình thì mình tránh được bệnh tật và giúp cho mình vừa tăng tuổi thọ, vừa có sức khỏe và vừa chữa được bệnh tật luôn. Thì đã sử dụng cái sản phẩm Nutriacai này là cũng nhờ cũng được công ty biếu tặng cho thầy. Thầy sử dụng là cái mùi vị rất là thơm ngon và thanh khiết, và cảm thấy con người rất là nhẹ nhàng. Cái tính quanh bằng âm dương trong cái thành phần Nutrica này thì nó rất là tốt rồi. Vì thì trong cái thành phần của cái mật, cái gạo lứt, huyết rồng đó, thì nó có tình thành phần rất là dương tính, cũng như trong cái thành phần đậu đen này, trong phần các thành phần nấm này, nó dương tính và cân bằng âm dương, thì trong này rất là cân bằng rồi. Cho mình không cần phải phải điều tiết thêm cái gì cả, mà mình chỉ pha uống là nó đầy đủ âm dương trong đó rồi. Trong cái hoạt chất beta glucan thì của chính thành phần loại nấm của Nhật Bản, nó rất là tốt cho sức khỏe, cho đặc biệt cho người ăn chay, cân bằng âm dương, nó tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật và tăng hệ miễn dịch, cũng như là giúp cho mình hỗ trợ chống lại tế bào ung thư và tim mạch ạ. Mỗi lần mình dùng là 3 thìa, dạ, mỗi và một ngày mình 3 lần. Mình dùng rất là pha với nước ấm, hoặc là có thể là nước trái cây, hoặc có thể mình thêm tí mật ong đó, thì dùng nó rất là tốt cho sức khỏe. Đây là 3 cái thìa, trong này có thìa sẵn thôi. Ăn rất là thêm cái tí hương vị mật ong thì rất là thơm, thơm ngon mà. Đây trong cái hộp nó có sẵn cái thìa nhựa của mình đây, là mỗi ngày mình dùng ba một lần, mỗi lần là 3 thìa này đó. Một ngày là 3 lần, 3 cốc, thì mình dùng với nước ấm, hoặc có lẽ là nước trái cây, hoặc dùng thêm và thêm một tí mật ong nữa thì rất là thơm ngon. Thì thầy cũng có lời khuyên là cho tất cả các bạn mà cũng như người già lớn trẻ gì, hoặc là người có vấn đề về sức khỏe, thì nên dùng cái sản phẩm Nutriancam này, rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho người thực dưỡng ăn chay, người ăn chay trường và người có vấn đề về sức khỏe, cũng như là người ung thư, ung bướu trước khi điều trị và sau khi điều trị, hoặc là người tim mạch, người tiểu đường đó, rất là tốt. Thì thầy cũng khuyên mọi người ăn chay nên chúng ta nên bổ sung cái sản phẩm này vào để cho giúp cho cơ thể mình tăng sức đề kháng, tăng hệ miễn dịch để ngừa lại bệnh tật và phòng chống ung thư, tốt cho tim mạch, điều hòa huyết áp, cũng như là những cái về tinh thần cảm thấy là minh mạnh, sảng khoái hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì sản phẩm này thì chúng ta nên dùng hàng ngày thì tốt cho sức khỏe hơn, nó bồi bổ hàng ngày để sức khỏe nó đầy đủ cái dinh dưỡng hơn. Tại vì mình ăn chay bình thường thì nó cũng không thể đầy đủ chất dinh dưỡng được. Thì cái tâm nguyện của thầy là muốn nó chia sẻ cho mọi người biết tới cái dòng sản phẩm này để làm gì, để chúng ta bảo vệ sức khỏe của chúng ta,
đó, chúng ta ít bệnh tật hơn và tốt cho sức khỏe. Thì thầy trải nghiệm thầy thấy nó rất mùi vị rất là thơm ngon dễ uống và thầy rất là thích.